Đây là một món ăn được làm từ không khí. Nếu như trước đây, ý tưởng tạo ra thức ăn từ không khí dường như chỉ là câu chuyện viễn tưởng, thì giờ đây, những nhà nghiên cứu Phần Lan đã biến ý tưởng đó thành hiện thực. Món ăn là sản phẩm của công ty Solar Foods của Phần Lan, hướng đến một giải pháp lương thực tối ưu với đầy đủ dưỡng chất nhưng lại rất tiết kiệm cho con người trên trái đất và trong tương lai cho các phi hành gia. Các món ăn được tạo ra từ Solein, một loại bột protein mới, được sản xuất từ CO2, nước và điện. Solein là loại thức ăn dưới dạng bột, giàu protein và chứa từ 5 đến 10% chất béo, 20 đến 25% chất hữu cơ. Món quà của chúng tôi mang đến cho cộng đồng không hề có sự kết nối nào tới nông nghiệp cả. Chúng tôi không hề sử dụng nguyên liệu thô nào của nông nghiệp. Như vậy, có thể giúp giải phóng lượng lớn đất nông nghiệp và thêm đất cho những khu rừng phát triển trở lại. Đó là khi thay thế những loại protein và thực phẩm hiện hành bằng nguyên liệu của chúng tôi. Thực tế đó giống như công nghệ loại bỏ khí carbon vậy. Bởi chắc chắn, những khu rừng phát triển sẽ giúp loại bỏ CO2 trong không khí. Để tạo ra bột Solein, Solar Foods đã chiết xuất CO2 từ không khí bằng công nghệ thu giữ carbon, sau đó kết hợp nó với nước, chất dinh dưỡng và vitamin, rồi sử dụng 100% năng lượng mặt trời tái tạo từ công ty Fortum, chuyên cung cấp dịch vụ và giải pháp năng lượng sạch, để thúc đẩy quá trình lên men tự nhiên, tương tự như quá trình sản xuất men và lactic vi khuẩn axit. Solar Foods tuyên bố sản phẩm của họ là không bị các giới hạn về nông nghiệp, vì được sản xuất trong nhà, đồng nghĩa với việc không phụ thuộc vào đất trồng trọt, nước mưa hoặc thời tiết thuận lợi. Sản xuất Solein cũng như sản xuất rượu vang vậy. Khi làm rượu vang, ta có máy lên men. Chúng ta cho chất lỏng có đường như từ nho vào máy, sau đó thêm men. Men này ăn đường để lấy năng lượng và carbon. Nhưng quy trình của chúng tôi sẽ không cần đường. Thay vào đó, chúng tôi cho các bong bóng hydro nhỏ và carbon dioxide vào máy lên men. Carbon dioxide chúng tôi thu được từ không khí thông qua một công nghệ được gọi là thu nhận không khí trực tiếp, còn hydro được tạo ra bằng điện phân tách nước. Tiềm năng của loại thức ăn từ không khí này rất lớn. Khi những chiếc bánh burger sử dụng protein đậu và đậu nành thay thế cho thịt bò đang ngày càng trở nên phổ biến. Một lý do chính để Solein có tiềm năng hơn chính là ngành chế biến thịt bò, gia cầm, thịt lợn và cá đã được công nhận là một trong những nguyên nhân chính của thay đổi khí hậu, ô nhiễm, mất môi trường sống và dẫn tới các căn bệnh kháng kháng sinh. Với sự dồi dào khí CO2 trong không khí, công ty hy vọng sẽ đem đến giải pháp lương thực tối ưu với đầy đủ dưỡng chất nhưng lại rất tiết kiệm cho con người trên trái đất và trong tương lai cho các phi hành gia. Solar Foods đã nhận được gần 25 triệu euro, tương đương 30 triệu đô la Mỹ tài trợ của chính phủ và tư nhân để thương mại hóa sản phẩm bột protein của mình. Chuẩn bị mở rộng quy mô sản xuất với một nhà máy sản xuất thử nghiệm nhỏ, Solar Foods đặt mục tiêu giới thiệu sản phẩm ra thị trường vào đầu năm 2023 và đang nộp đơn xin phê duyệt thực phẩm mới trên toàn cầu. Tới năm 2050, họ hy vọng sẽ cung cấp nguồn dinh dưỡng cho 9 tỷ người trong ngành thị trường protein trị giá 500 tỷ đô la Mỹ. Hiện nay, ngành công nghiệp chăn nuôi vẫn đang thải ra từ 14 đến 18% lượng khí nhà kính trên toàn cầu. Trong khi đó, tất cả các phương tiện giao thông đang hoạt động mới chỉ thải ra 13,5% tổng lượng khí CO2. Chăn nuôi cũng tiêu tốn một diện tích lớn. Một ước tính cho thấy 30% tổng diện tích đất trên hành tinh đang được sử dụng để phục vụ ngành chăn nuôi. Nếu có thể sản xuất thực phẩm mà không dựa vào công nghiệp chăn nuôi, con người sẽ tối ưu được quỹ đất trên hành tinh cho các mục đích tốt hơn và thân thiện môi trường hơn.